Xin chào các anh chị đến với khóa học Tự tay viết ứng dụng trên Excel và hôm nay thì chúng ta bắt đầu chương số 2, ứng dụng quản lý chi phí. Trong ứng dụng này thì chúng ta sẽ có một nhật ký chi phí sẽ theo dõi chi tiết từng chi phí phát sinh trong tháng. Và sau khi theo dõi từng chi phí này thì chúng ta sẽ tổng hợp lại trở thành một sheet phân tích giống như sau. Và trong sheet phân tích này thì chúng ta sẽ nhóm các chỉ tiêu theo từng mục và chúng ta sẽ dễ dàng chọn lựa phân tích theo từng loại chi phí. Bây giờ chúng ta phân tích chi phí ăn uống thì chúng ta lít vào ăn uống và sẽ ra được giá trị của chi phí này trong 2 tháng. Hoặc chúng ta có thể phân tích theo các chi phí khác như là dịch vụ tiện ích, chi phí giải trí, giáo dục, mua sắm, sức khỏe, vân vân. Ngoài ra chúng ta có thể phân tích theo từng tháng để biết rằng là trong một tháng nào đó thì chi phí nào là chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất để chúng ta đề ra chiến lược quản lý cho hiệu quả. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể mở rộng ứng dụng này ra trở thành ứng dụng phân tích chi phí trong doanh nghiệp. Ví dụ ở đây tôi chia ra chi phí phân tích từ tháng 1 đến tháng 2 và nó gồm các chi phí như là chi phí bán hàng, chi phí điện nước, chi phí lương nhân viên, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhiên liệu. Hoặc chúng ta có thể phân tích theo từng loại chi tiết sâu hơn của chi phí như là nguyên liệu loại 1, nguyên liệu loại 2, tiền thuê mặt bằng, tiền xăng hoặc là phân tích trong cùng một tháng để thấy là trong tháng đó thì chi phí nào là chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất và chúng ta đề ra chiến lược quản lý cải thiện cho hiệu quả hơn. Và trên đây là giao diện chính của ứng dụng quản lý chi phí và chúng ta sẽ cùng nhau viết ứng dụng này trong bài học tiếp theo.